Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng Minh, công ty Phan Nhân, một công ty chuyên cung cấp các loại vật liệu kim loại màu, trong đó có đồng nè, nhôm nè, rồi kẽm nè, chì nè và các loại inox. Thì trong các loại kim loại màu đó thì công ty chúng tôi có bán nhôm như là nhôm dạng tấm, nhôm dạng cây phi trồng đặc và nhôm dạng ống. Nhôm dạng cây phi trồng đặc thì chúng tôi có bán nhôm, chất liệu của nhôm là nhôm 5052, 6061, 7075. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại nhôm, đó là nhôm 6061. Đây là một cái loại nhôm hợp kim đa dụng tuyệt vời. Cái loại nhôm này nó có độ bền cao, chống ăn mòn và tính hàn của nó rất là tốt nha anh chị các bạn. Nó được sử dụng cho tất cả các ứng dụng, chẳng hạn như bên hàng không này, bên bán dẫn này, bên các đồ gá, và nó có thể cố định. Nó có thành phần chủ yếu là nhôm và magie trong hợp kim. Nhôm 6061 á, người ta thường dùng cho linh kiện tự động hóa và cơ khí, đặc biệt là người ta dùng để gia công khung trong các ngành thực phẩm, gia công chế tạo các khuôn mẫu, khuôn nhôm bằng khuôn đó anh chị các bạn. Nhôm 6061 là một loại hợp kim nhôm được sử dụng rất là nhiều mà công ty chúng tôi đã từng bán nha anh chị các bạn. Thì cái loại nhôm 6061 này á, thì nó có thông số tấm như sau. Thì hiện tại là công ty chúng tôi đang có thông số tấm là tấm khổ của nó là 1m2 22 x 2m44, 1250 nhân cho 2m5 và 1m5 nhân cho mét, với rất nhiều độ dày từ 2 ly tới 150 mm, có nghĩa là độ dày từ 2 ly tới 1.5 tấc đó anh chị các bạn. Cái thành phần hóa học của thằng nhôm này nè, thì nó có nguyên một bản thông số ở công ty Phan Nhân chúng tôi có. Thì xuất xứ nhôm mà hiện tại là kho hàng của công ty Phan Nhân đang có đó, thì chúng tôi có xuất xứ từ Trung Quốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, xuất xứ từ Áo và xuất xứ từ Nga. Thì cái loại nhôm này nè, nhôm 5052, 6061, 7075 á, thì nó có trọng lượng riêng quy ra ký của nó là 2.75 và 2.77 nha anh chị các bạn. 2.75 hoặc 2.77 quy ra ký. Đối với cái nhôm tròn như thế này thì hiện tại là chúng tôi đang có nhôm cây tròn đặc như thế này nè, từ phi 5 cho tới phi 300 mm, và chiều dài của nó là 3m 6m, nhưng mà công ty chúng tôi bán cắt lẻ theo cái kích thước yêu cầu quý khách hàng yêu cầu như thế này đây. Thì khi mà anh chị các bạn có nhu cầu sử dụng cái loại nhôm này đối với nhôm tấm, thì anh chị các bạn cho chúng tôi thông tin cụ thể. Nếu anh chị các bạn mua nguyên tấm thì tấm khổ của nó là 1m22 x 2m44, 1m5 nhân cho 3m và 1m250 nhân cho 2m5 đó, nguyên tấm. Còn nếu anh chị cắt lẻ thì anh cho chúng tôi biết rằng độ dày của cái tấm nhôm anh chị đang cần là độ dày nó bao nhiêu mili. Cái thứ hai nữa là chiều dày nhân chiều rộng. Cái thứ ba nữa là cái loại nhôm nha. Loại nhôm thì nó có loại nhôm 5052, 6061 và 7075. Nên anh chị các bạn cho chúng tôi biết loại nhôm để bán đúng loại nhôm đúng và bán đúng giá tiền. Bên cạnh đó thì chúng tôi có các loại nhôm cây. Nhôm cây thì chúng tôi bán theo chiều dài 1m, 2m, 3m. Anh chị các bạn mua từng cục nhỏ nhỏ như thế này thì công ty chúng tôi cũng có bán. Đây là cái màu nhôm. Màu nhôm anh chị các bạn, màu nhôm nó như thế này đây. Đó. Và cái cục này á, cũng như chúng tôi đã cắt gửi cho khách hàng chiều hôm nay, thì sẵn tiện đây thì Hùng review cho anh chị các bạn. Rất mong với anh chị và các bạn thông qua cái clip này, anh chị các bạn đã nhìn thấy thực tế cụ thể cái sản phẩm nhôm cây phi trồng đặc cắt lẻ như thế này tại công ty Phan Nhân. Khi anh chị các bạn có nhu cầu thì anh chị các bạn cứ liên hệ với công ty chúng tôi để nhận được báo giá, và sau đó anh chị các bạn so sánh cũng như là anh chị các bạn chốt đơn. Hiện tại là công ty chúng tôi đang có địa điểm bán hàng, đó là địa điểm giao hàng là 887 Sậy, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm kho và văn phòng thì ở ngã tư Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì hai cái địa điểm đó thì anh chị các bạn cứ đến đó lấy hàng miễn phí. Anh chị và các bạn khi có nhu cầu thì anh chị các bạn cứ liên hệ để nhân viên báo giá phụ trách hỗ trợ báo giá trực tiếp, hỗ trợ cho anh chị các bạn để anh chị các bạn mua một cái sản phẩm, kích thước sản phẩm đúng, anh chị các bạn mua bao nhiêu bán bấy nhiêu, và anh chị các bạn có thể nhận được hàng sớm khi anh chị các bạn chốt đơn. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân. Anh chị các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để khi Hùng review những cái sản phẩm vật tư khác, và thông qua những cái sản phẩm vật tư mà Hùng review thì anh chị các bạn có thể thấy nó rồi, và anh chị các bạn tự tin khi anh chị các bạn chờ hàng 1-2 ngày nữa thì anh chị các bạn có thể nhận được. Mình chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.